Hello, xin chào mọi người, là Linh đây và chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh channel của Linh. Như mọi người có thể nhìn thấy đằng sau Linh thì ngày hôm nay Linh sẽ làm chủ đề đó chính là My Scented Candle Collection. Hay Linh sẽ giới thiệu với cả mọi người tất cả những cái lọ nến thơm mà Linh đang sử dụng. Ngoài ra thì Linh có chia ra một cái bảng Excel thành hai phần. Một phần là những cái nhãn hàng nến đến từ Việt Nam, local brands, và một phần là những cái nhãn hàng nến mà mình mua hay là mình được tặng ở nước ngoài về. Bởi vì Linh cảm thấy là mình nên bắt đầu từ những local brands trước, bởi vì nếu như bọn mình có thể mua nến thơm từ các nhãn hàng Việt và được sản xuất tại Việt Nam thì nó cũng là một cái cách để bọn mình có thể support local brands và mọi người cũng có thể tìm mua một cách dễ dàng hơn ở nội địa. Và đầu tiên, đối với cả local brands ấy, thì Linh có một cái nhãn hàng mà Linh cảm thấy rất chi là ưng, từ chất lượng sản phẩm này, từ thiết kế cho tới cả giá thành của sản phẩm nữa. Và trong tay Linh thì là ba lọ của nhãn hàng Candle Cup. Linh cảm thấy rất là thích những cái thiết kế như thế này, rất là đơn giản, lọ thủy tinh, nhãn hàng in khá là đơn giản nhưng mà đầy đủ thông tin, và với cả nắp bằng gỗ nhìn nó trông rất là eco-friendly và trông rất là thân thiện ấy. Và cái điều mà Linh cảm thấy khá là đặc biệt của cái lọ nến Candle Cup này đó chính là cái tim nến thì được làm từ gỗ. Thứ nhất là nhìn nó trông rất là độc đáo. Thứ hai là Linh cảm thấy là nó sẽ giúp cho cái ngọn đèn nến của mọi người ấy, nó được đốt một cách ổn định hơn, nó không kiểu bị gọi là phập phồng ấy. Đầu tiên là cái mùi mà Linh thích nhất có tên là Jasmine, bởi vì nó được hình thành bởi hai cái mùi tinh dầu nguyên liệu khác nhau. Một là cái tinh dầu hoa lài Jasmine, và hai là cái tinh dầu Peppermint là tinh dầu bạc hà Âu. Mọi người sẽ ngửi thấy chủ yếu cái tông chính là mùi hoa lài, và ngoài ra thì cùng với cả cái tinh dầu Peppermint bạc hà Âu ấy thì nó cũng thoảng qua chút một tí cái hương nó nhẹ nhàng và nó hơi se lạnh hơn một chút, để nó không bị quá là nhiều cái hương ngọt ngào từ mùi hoa kia. Vậy nên là cái mùi hương này khi mà ngửi ấy, nó rất chi là nhẹ nhưng mà cảm giác nó rất chi là lôi cuốn ấy. Thế nên là Linh rất là thích cái mùi này. Và tiếp theo mà Linh rất là thích đó chính là mùi bamboo. Mùi bamboo này thì theo như Linh có nốt lại, nó được làm ra bởi những cái mùi hương chính, ví dụ như là mùi từ quả dưa chuột này, mùi từ tất nhiên là cây tre, và ngoài ra thì nó có hint một chút của lime oil. Thế nên là cái mùi hương này nó rất chi là tự nhiên, nó hơi có cảm giác là mùi cỏ một chút. Và khi mà mọi người đốt cái mùi này lên ấy thì cái không gian của mọi người nó trở nên rất là xanh, kiểu như vậy ở trong tưởng tượng. Cái mùi white birch này thì Linh có tìm hiểu cái tinh dầu nguyên liệu chính ở trong này thì nó được làm là từ dầu khuynh diệp, được lấy từ cây bạch đàn. Cái mùi này thì nó khá là ấm nhưng mà nó không bị nồng quá. Khi mà mọi người đốt cái mùi này lên ấy thì mọi người sẽ cảm thấy là không gian của mình nó trở nên ấm áp hơn rất là nhiều. Thực sự thì Linh sẽ recommend mọi người sử dụng cái mùi white birch này vào những cái khoảng thời gian mùa thu, mùa đông và mùa xuân hơn. Nhãn hàng local brand thứ hai mà Linh muốn giới thiệu với cả mọi người thì đó chính là Catherine de Noa Amazon. Đây thuộc một cái nhãn hàng local brands nhưng mà phân khúc nó hơi luxury hơn một chút. Mặc dù chỉ là một màu trắng tuyền thôi nhưng mà cái lọ này nó được sản xuất và được làm kiểu theo từ sơn mài. Những cái tinh dầu mà được sử dụng trong scented candle nến thơm của Catherine ấy thì được cô tự lựa chọn và làm riêng với cả một cái gọi là người tạo ra mùi hương ở phía nam nước Pháp. Về mùi hương ấy thì có tổng cộng là 4 mùi khác nhau nhưng mà Linh thích nhất là mùi grapefruit ginger này. Mùi này thì nó là mix của rất là nhiều mùi hương cũng như là nốt trầm, nốt bồng khác nhau, nhưng mà chủ yếu nhất thì đó chính là cái mùi grapefruit. Và như mọi người biết thì Linh rất là thích những cái mùi gì mà nó kiểu cam quýt, chanh bưởi, nó còn có thêm hint một xíu cái mùi hương. Linh cảm thấy khá là ngọt ngào, nhẹ nhàng nhưng mà cũng đồng thời khá là thơm mát từ những cái chất xuất tinh dầu, ví dụ như là từ cây bạch dương này, rồi lá bạc hà, húng quế, gừng, như mọi người có thể nhìn thấy ở trên tên là ginger, và ngoài ra thì còn có các xạ hương nữa. Thế nên nó hơi một xíu cái hint ấm nhẹ. Tiếp theo là một nhãn nến có tên là Good Moods. Cái mùi mà Linh đang có trong tay này thì thực ra là một cái mùi limited edition dành cho influencer, kết hợp giữa Good Moods và Monotop. Thế nên là nếu như mọi người tìm cái mùi này thì sẽ không có bán đâu, bởi vì nó là limited edition. Nhưng mà nhờ cái quà tặng xinh xắn này của Monotop với cả Good Moods gửi đến cho Linh vào một cái dịp nào đấy Linh cũng quên mất rồi, thì Linh có được dịp trải nghiệm cái nhãn hàng Good Moods này, và Linh cảm thấy đây là một cái nhãn hàng local khác mà cũng khá là đáng để chú ý. Như mọi người thấy thì Honeysuckle là hoa kim ngân và nó có base ở giữa là mùi hương hoa lài, trên cái nền base là mùi phấn ấy. Thế nên thực sự đây là một cái loại nến thơm có mùi khá là ngọt ngào nhưng mà nó không bị ngọt đậm, ngọt sắc quá, ngọt đến kiểu hơi cảm thấy là nó bị đau đầu ấy. Đây là một cái mùi hương ngọt rất chi là thanh. Thế nên là khi mà đốt lên ấy thì Linh cảm thấy rất là thích, và nó tan tỏa ra một cái không khí rất chi là ngọt ngào, hòa quyện và
với nhau kiểu như vậy. Nhãn hàng local brands tiếp theo mà Linh thấy khá là ấn tượng bởi vì có thiết kế khác hoàn toàn so với cả những cái local brands khác, một cái lọ kiểu đen tuyền, và đây là thuộc hãng Hoa and Hand. Thực sự Linh không dám chắc là mình đã đọc đúng hãng này, nhưng mà đây là một cái nhãn local brands mà base ở Sài Gòn. Mùi hương thì trong tay Linh có hai mùi, một cái là mùi California và một cái là mùi Toronto. Thì thực tế là Linh mới đốt được mùi California thôi, thế nên là mùi Toronto thì Linh sẽ giới thiệu sau cả mọi người. Thì em này nó là sự kết hợp của hương ngọt từ hoa đậu này, hương liệu đỏ và một chút mùi chanh tươi, thế nên là nó mang lại cái vị ngọt của hoa nhưng mà nó có hint chanh tươi vào, nó giống như kiểu như là zest ấy, như là kiểu như mọi người bào cái vỏ chanh ra để mọi người rắc lên đá vào ấy, đại loại là nó sẽ làm cái mùi hương như vậy. Mùi hương Toronto này thì Linh chưa có đốt, thế nên là Linh sẽ đọc cái mùi hương này cho mọi người tham khảo. Em này thì là mùi thơm mát của biển sâu và hoa lily kết hợp hài hòa với cái hương đặc trưng của hoa dạ lan. Và cái sự kết hợp của những cái mùi hương này thì chủ yếu sẽ tạo nên một cái mùi hương nó tươi mát, nó hơi mang hơi hướng cái mùi mà bọn mình hay ngửi thấy mỗi khi mà đi biển. Tiếp theo thì bọn mình sẽ chuyển sang đến những nhãn hàng nến của nước ngoài nhá. Như mọi người có thể nhìn thấy đằng sau Linh ấy thì có một cái nhãn hàng mà Linh mua có số lượng nhiều hơn, lấn át hơn những cái nhãn hàng nước ngoài khác, đó chính là Bath & Body Works. Đầu tiên thì bọn mình sẽ review luôn em mà Linh đang thích nhất, đó chính là hương Ballerina Rose. Ngoài cái vỏ trong màu hồng baby pink quá là xinh thì khi mà mở đấy, mọi người sẽ có cảm giác như là đang ôm trọn một bó hoa vậy. Mùi này nó rất chi là giống với cả mùi hoa David Passion. Hôm trước Linh mới mua hoa David Passion, thế nên là Linh có thể ngửi thấy là wow, hai cái mùi này quá giống nhau. Nếu mà mọi người đốt lên ý, cảm thấy cực kỳ là dễ chịu luôn. Và Linh rất là thích đốt nến của Bath & Body Works bởi vì khi mà mọi người ngửi ở bên trong này này, mọi người đốt lên ý, nó cũng y chang mùi của nhau là một. Thứ hai là nó đốt không phải là quá hao, Linh có thể đốt khoảng tầm 15-20 phút thôi là phòng đã rất là thơm rồi. Đôi khi Linh để lâu hơn tất nhiên là nó sẽ sụt xuống nhanh, nhưng mà đối với cả loại nến 3 bấc này thì Linh có thể dùng được trong khoảng tầm 1 tháng rưỡi đến gần 2 tháng, bởi vì thực sự là Linh đốt rất là nhiều, Linh đốt hầu như là hàng ngày luôn. Ngoài ra thì cũng có một em khác mà Linh cũng đang rất là thích cùng cái design với các em này luôn, là mùi White Gardenia. Mùi này nó cũng nói chung là nó theo concept đang hơi hướng mùi hoa mọi người, nhưng mà nó kiểu lên level hơn một chút, thay vì là cầm một bó hoa thì mọi người sẽ đi vào một cái vườn hoa. Thì Linh có nốt lại về mùi hương của em White Gardenia này. Thì em này là tông chính là từ hương thơm hoa dành dành trắng. Ngoài ra thì có cả hương nước táo, hương hoa tre và gỗ sồi. Thế nên là nếu mà so sánh mùi này với cả Ballerina Rose thì nó đều là tông hương hoa cả. Nhưng mùi này nó sẽ có cái độ trầm và độ sâu hơn một xíu bởi vì nó có cái hương gỗ sồi ở trong đó. Nhưng mà nó là một cái sự phối hợp rất là hài hòa giữa các mức tone hương hoa, rồi hương táo và hương gỗ sồi, nên là cảm giác thực sự là như mọi người đang đi qua một cái khu vườn nhỏ. Bọn mình sẽ chuyển sang hai lọ white brands khác của Bath & Body Works mà Linh có, nhưng mà với thiết kế nó khác hơn, nó đục hơn một xíu và hơi kiểu ombre, nhìn nó kiểu sang sang monotone màu hơn. Thì đây là cái mùi mà Linh thích hơn. Cái mùi này thì có tên là Sunshine and Daffodils. Daffodils thì là hoa tiên vàng, thế nên là như mọi người thấy thì cái vỏ hộ lọ thiết kế của nó thì là màu vàng, và màu này thì thực sự nó là cái mùi nó ngọt ngào nhưng mà nó hơi kiểu pha một tí gọi là kẹo ngọt chứ không phải là ngọt từ hoa nhá. Nhưng mà mùi này nó rất chi là kiểu thích ấy, cảm giác đúng là những kiểu màu vàng ánh nắng chan hòa của nắng và của hoa tiên vàng nó hòa lại với cả nhau. Ngoài cái mùi chủ yếu là hoa tiên vàng thì trong này cũng có mix một chút giữa mùi kiểu gọi là hơi hương hoa cỏ greens, hương citrus trong này nó không nhiều nhưng mà nó đủ để nó không bị tạo ra cái độ quá là ngọt của em này. Em này ngửi kiểu gọi là ngọt nồng nàn hơn là hai cái em Ballerina Rose với cả em White Gardenia lúc nãy của Linh. Thế nên là mùi này nó phù hợp cho những bạn nào mà yêu cái sự ngọt ngào một cách gọi là chan hòa hơn chứ không phải là thoang thoảng mà nhẹ nhàng như là hai cái mùi kia. Em này thì là cái lọ Bath & Body Works có mùi cá tính nhất trong cả bốn lọ của Linh. Nó hơi sao nhỉ, kiểu nó hơi người, không phải người lớn anyway, nó hơi kiểu như là kiểu nó khiến cho cái không gian phòng của mọi người ngửi mùi nó hơi xịn xịn hơn, giống như mọi người đến một cái cửa hàng quần áo bán đồ tuxedo hay là đồ kiểu mắc tiền kiểu vậy, thì nó tạo ra cái mùi hương như vậy. Thì Linh có note lại, ngoài cái hương cam bergamot chủ yếu trong này nó có mùi hơi gọi là hơi đắng nhẹ, thì nó còn có cả gỗ đàn hương nữa, vậy nên là nó mới tạo ra một cái mùi mà đấy Linh vừa mới bảo là hơi có xu hướng là kiểu xịn sò, hơi old vintage một chút. Em này thực sự nó là một cái mùi cũng như là nó là một cái trải nghiệm khác với cả cái không gian an toàn mà mình hay sử dụng, là như những cái mùi kia
Nhãn nến ở vị trí thứ 2 thuộc phân khúc nến thơm nước ngoài thì là một hãng có tên là Sea and Sand California. Em này thì nó thường được bán theo một set kiểu 3 mùi mà mọi người có thể mua được ở trong Walmart hoặc là Costco ở bên Mỹ. Bạn này thì là Linh được chị Hoàng tặng. Đợt trước thì chị Hoàng mới qua Mỹ đợt Tết năm nay, thế nên là chị có mua một set 3 em này với cả mùi hương khác nhau trong cái bộ đấy. Và chị cho mình cái mùi mango and tangerine này. Trời ơi, cả nguyên cái bộ đấy thì đại loại là nó là mix của những cái mùi hương hoa quả. Mùi mango and tangerine này thì mọi người có thể hiểu được là cái mùi nó mùi xoài, và mùi xoài thì nó thường là cái mùi rất chi là dễ chịu, cộng thêm một xíu nữa với cả mùi gọi là quả quýt, nhưng mà mùi quýt thì nó không áp được cái mùi mango lắm. Thế nên là cái mùi nó hơi mang lại cái xu hướng gọi là kiểu nhiệt đới tropical. Mỗi lần mà đốt ấy, kể cả đốt lâu đến mấy nhá, thì nó không sụt xuống quá là nhanh ấy. Thế nên là nó rất là bền và đốt được rất là dai. Với cả cái giá thành như này thì khá là bất ngờ. Vậy nên là Linh nghĩ là bạn nào mà đang ở bên Mỹ thì hãy đến Walmart hoặc là đi Costco mua ngay cái set của Sea and Sand California này, bởi vì Linh thấy nó quá là đáng tiền, rất chi là thơm. Ok, ở vị trí thứ 3, một cái nhãn hàng nến thơm khác mà Linh cũng rất là thích đó chính là Yankee Candle. Nhưng mà Linh xếp em này vị trí thứ 3 là bởi vì Yankee Candles thì giá khá là đắt hơn rất là nhiều so với cả Bath and Body Works cũng như là em Sea and Sand kia. Và thực tế là Yankee Candle không có quá là nhiều mẫu mã kiểu có vỏ xinh như là Bath and Body Works nữa, loại trừ cái mẫu mới là cái hộp Elevation này. Trong tay Linh thì Linh có hai mùi khác nhau liền, một cái là mùi Citrus Grove và một cái là Magnolia and Lily. Cả hai mùi này thì đều rất là thơm, và như mọi người thấy thì Linh đốt gần hết rồi. Giữa hai mùi này thì Linh thích nhất là em Magnolia và Lily. Linh có ghi lại nốt các mùi hương để mọi người có thể tham khảo nhé. Thì cái này thì là cái hương thơm rất là nồng nàn quyến rũ của hương hoa mộc lan, hòa quyện vào cùng với cả sự thanh mát của chanh. Thế nên là bạn người sẽ có được một cái không gian rất là ấm áp và lãng mạn, và ngửi nó rất là kiểu như là hương hoa là chủ yếu ấy. Bạn này cũng có 3 nấc hương khác nhau. Hương đầu thì là hoa mộc lan và chanh này, hương ở giữa là hoa linh lan, và hương cuối thì nó sẽ nảy được mùi hoa nhài cũng như là gỗ đàn hương. Thế nên là mặc dù là nó là hương hoa nhưng mà nó cũng có một cái độ nồng và độ đậm nhất định, bởi vì có một xíu gỗ đàn hương ở trong đấy. Thế nên đốt em này lên ngửi mùi rất là thơm và cũng rất là sang nữa. Mùi còn lại thì là Citrus Grove. Em này thì Linh có ghi lại nốt. Em này chủ yếu là hương vỏ chanh tươi hòa cùng với cả hương thơm nồng ấm của lá thông và vị the mát từ khuynh diệp. Thế nên là cái hương đầu của nó thì là vỏ chanh và lá thông này, cái hương ở giữa thì là đinh hương và khuynh diệp, và tầng cuối cùng thì là tuyết tùng. Thế nên bạn này ạ, nghe Citrus Grove ấy thì mọi người cứ nghĩ là nó sẽ chỉ là một cái mùi hương rất chi là kiểu như là hương chanh ấy, nhưng mà cùng với cả tất cả những cái kia vào ấy thì nó sẽ tạo ra một cái mùi hương khá là nồng ấm, nhưng mà không kém phần gọi là như kiểu mọi người có một món ăn xong mọi người bắt chanh vào ấy, thì nó sẽ tạo nên cái cảm giác hứng khởi hơn khi mà mọi người sử dụng. Thế nên đây là cái note của em này. Nói chung là đến đoạn này thì Linh cảm thấy hơi khó để có thể diễn tả được mùi hương của hai em này rồi. Nhưng mà nếu mà bảo là nên mua em nào trong hai em này ấy, thì Linh nghĩ là nên cả hai mùi này đều là những cái mùi mà Linh thấy thơm nhất trong cái bộ sưu tập Elevation của Yankee Candle. Linh có đến Crescent Mall để ngửi tất cả các mùi còn lại, nhưng mà Linh vẫn cảm thấy là Linh thích hai cái mùi này nhất. Tiếp theo là một nhãn hàng khác, nhưng mà nến thơm này thì là đến từ Hàn Quốc, có tên là Soyang. Đằng sau Linh đây thì là 3M15ml của nhãn hàng này. Em Soyang này thì là của chị Hoa em tặng cho Linh. Bạn Soyang này thực ra nghe rất là lạ, nhưng mà chắc là bạn nào mà xem phim Crash Landing on You thì nếu như mọi người nhớ lại cái cảnh mà đại úy Ri đi cầm nến đi tìm chị Seri ở trong chợ ở bên Bắc Triều Tiên ấy, thì cái nến mà trong tay anh ấy cầm chính là nến của hãng Soyang này. Cái brand này thì Linh cảm thấy nó là một cái brand local khá là đắt tiền ở bên Hàn. Một cái hũ 30g như thế này có giá là 15 đô và khoảng tầm 355.000 mọi người nhá. Bạn này á thì nói chung là nó, Linh thấy cái nguyên liệu nó đặc biệt hơn rất là nhiều so với cả những cái nguyên liệu khác. Linh có tìm hiểu thì em này nó được làm từ biodegradable vegetable wax, tức là nó là cái sáp làm nên từ chắc là kiểu như là từ những cái nguyên liệu từ thực vật ấy mà mọi người có thể phân hủy được. Đấy, thế nên là nó rất là xịn sò, và Linh thấy nó như là một cái level trên luôn cả soy wax cũng như là cả bee wax luôn. Hộp của em này cũng như thiết kế nhìn nó rất chi là kiểu on brand luôn ấy, màu hồng rất chi là xinh và nhìn nó rất là có phong cách. Thực ra thì cả ba em này á, Linh chưa có đốt lên sử dụng bởi vì nó khá là nhỏ và lọ của nó thì rất là xinh như thế này. Thế nên là Linh nghĩ nếu như mà mua cỡ bự hơn, lớn hơn thì Linh nghĩ là sẽ xinh hơn nữa. Nhưng mà mấy em bé này hôm nào Linh sẽ đốt thử, nhưng mà ngửi mùi thôi thì mình cũng có thể miêu tả được thêm cho mọi người rồi.
Đầu tiên thì Linh sẽ nhắc tới là Itaewon 565 nhá. Em này thì là một cái mùi hương bán chạy nhất của hãng Soyang này, bởi vì đây chính là cái địa chỉ của cửa hàng Soyang đầu tiên ở quận Itaewon ở bên Hàn. Bạn này thì được miêu tả từ hãng là có hương green floral, tức là mùi kiểu hương hoa và kiểu cỏ xanh ấy. Thế nên là mùi này nó cực kỳ là thiên nhiên luôn. Nó không hẳn là mùi cỏ không thôi như là cái mùi bamboo của Candle Cup lúc nãy, nhưng mà nó có thêm một chút hương hoa nên là ngửi nó sang hơn rất là nhiều. Mùi tiếp theo là mùi Secret Garden. Mùi Secret Garden này thì là blend của những hương như là hoa hồng này, rồi lan dạ hương. Ngoài ra thì còn có cả hoa iris, hoa violet, cũng như là một xíu của hương hoa jasmine là hương hoa lài. Cái mùi này thì mình thấy nó bật lên mùi hương hoa hồng là nhiều nhất. Cái mùi hương hoa lài nó không có nhiều bằng, và nó hòa đều với cả những cái mùi hương kia, thế nên nó tạo nên cái mùi hương hoa khá là đặc trưng. Nhưng mà Linh thấy nổi bật nhất khi mà mình ngửi thì vẫn là mùi hoa hồng. Và cái mùi cuối cùng mà Linh có thì là mùi Through the Olive Trees. Mùi này á, thì nó được miêu tả là được làm từ những bông hoa ô liu ở Tuscany vào cuối tháng 4 đến đầu tháng 5. Và mùi hương này được thiết kế để mang lại sự thoải mái và cân bằng trong cuộc sống hàng ngày. Đối với cả tầm một cái hũ nhỏ xíu 30g như thế này thì mọi người sẽ đốt được trong vòng khoảng 8 tiếng đồng hồ, cũng khá là nhiều. Nói chung là mỗi ngày đốt 1 tiếng thì cũng được, nhưng mà cái hũ này thì Linh cảm thấy là nó xinh xinh để chơi chơi hay là để mang đi tặng hơn. Nếu mà có dịp thì Linh nghĩ là Linh sẽ order cái lọ hũ lớn hơn, và khi nào mà mình đốt ba em này á thì mình sẽ review thêm cho mọi người ở trên Instagram story. Thế nên là nhớ hãy follow Instagram story của Linh nhá. Ok, lọ nến tiếp theo mà đây cũng là cái lọ nến đắt nhất mà Linh đang sở hữu hiện tại, đó chính là nến của Diptyque. Và cái này mình mua là mùi Paris and Fleur, là hình như là phiên bản limited edition của Diptyque. Cái lọ của nó thì thực sự rất là xinh, về thiết kế của lọ không nói làm gì. Mình mới dám đốt em này một lần trước khi mà mình review, nhưng mà hơi xui một xíu là hôm đấy lúc mà mình đốt á, mình có tắt đi rồi, xong rồi mình đọc thêm một vài tài liệu bảo là nếu mỗi lần mà mọi người đốt một cái lọ nến mới thì mọi người nên đốt trong vòng 2 tiếng đồng hồ liên tục, để cái phần nến xác ở xung quanh ấy nó chảy ra thật là đều và nó không bị lõm và hõm xuống bên trong, thì nó sẽ làm giảm tuổi thọ của nến của mọi người. Thế xong rồi Linh lúc đấy thì cũng muộn rồi, lúc đấy cũng khoảng tầm 12 giờ, thế là Linh vào Linh nghỉ trước một xíu, hôm cùng Linh ngủ quên. Anh Hải thì bình thường sẽ để ý những cái này hộ Linh, nhưng mà hôm đấy Linh nghĩ là cái lọ nến này nó hơi khó nhìn thấy, thế nên là anh không để ý là Linh có đốt nến. Thế là đến sáng hôm sau lúc mà mình dậy thì mình phát hiện là ủa sao mà phòng nó toàn mùi thơm thế này. Thế là đại loại chốt lại là đã để quên cái lọ nến này cháy liên tục trong vòng 10 tiếng đồng hồ. Và thế nên là em ý đã sụt khoảng tầm bằng từ đây xuống tới bằng lần này. Nhưng mà để đặt em này về Việt Nam thì Linh đã mất 2.250.000 để có được trong tay em này. Thế nên là sáng ngày hôm đấy khi mà mình nhận ra là mình đã đốt cái nến này mất mấy chục tiếng không có mình có mặt ở tại đấy để ngửi được những cái mùi hương mà nó mang cái tính chất rất chi là phù phiếm, và nó được miêu tả mang lại cái cảm giác kiểu xịn sò thượng lưu, thì mình cảm thấy như là trái tim của mình nó rất chi là tan nát rồi và đã tan ra thành trăm nghìn mảnh. Nhưng mà nhờ cái tai nạn đấy thì mình mới rút ra được kết luận là nến và nguyên liệu của bạn này nghe thì nói chung là cũng kiểu tương tự là sáp đậu nành như những cái khác, nhưng mà mình cảm thấy như là nó xịn hơn, về nguyên liệu nó xịn hơn và nó cô đặc hơn, nên là nói chung là cái công thức như nào nó rất là xịn, là bởi vì mình đốt liên tục như vậy mà cả đêm nó cũng chỉ giảm bằng khoảng tầm cái này, tức là khoảng tầm 1/4 cái lọ này, thì Linh cảm thấy rất chi là xịn luôn đấy. Bởi vì kể cả như Bath & Body Works này hay là Yankee Candle, nếu như mà mình đốt liên tục trong vòng mười mấy tiếng như thế thì chắc chắn là nó đã sụt xuống khoảng tầm nửa lọ hoặc thậm chí là nửa lọ hơn rồi, mặc dù cái loại đấy nó là cũng lại xịn đấy, chứ đừng kể đến những cái loại khác mà nó rẻ hơn thì nó sẽ kiểu bay biến luôn trong cái đêm hôm đấy. Để lý giải cho cái mùi hương hoa hồng rất là nồng ban đầu mà Linh ngửi thấy thì nó là một cái mùi hương hoa hồng có tên là Chakri, và nó có cả mùi hoắc hương nữa. Thế nên là nó là một cái hương hoa hồng rất chi là kiểu náo động, nó không nhẹ nhàng như Ballerina Rose, nó rất là kiểu mãnh liệt kiểu như vậy. Thế nên là cái mùi hương hoa hồng này thực sự ở lúc đầu mình cảm thấy là hơi thất vọng khi mà mình mới mở ra, bởi vì nó không phải là một cái mùi hương hoa hồng như là mình tưởng tượng ấy. Nhưng mà thực ra khi mà mọi người đốt lên ấy thì nó sẽ tạo ra một cái mùi khá là kiểu xịn sò và hài hòa, bởi vì Linh nghĩ là cái tinh dầu sử dụng ở trong này ấy, thực sự là tinh dầu có chất lượng rất là cao như là một cái lọ nước hoa bình thường. Đôi khi không phải là cứ đổ xịn là sẽ auto thơm hoặc là mình sẽ auto thích nó. Vậy nên là bạn này á, thì mình không có recommend lắm. Em tiếp theo mà Linh có thì là một em trông rất chỉ là hoành tráng. Cái này thì là quà tặng
cưới, quà cưới của Linh nhận được của em The Beauty Addict ở bên Úc. Em này thì có tên là Lumira Nicole Trinfield, và bạn này thì là nến thơm có tên rất là đặc biệt là The Vow. Linh rất là thích em nến này bởi vì thứ nhất đây là quà cưới mà bạn Linh tặng cho Linh, và thứ hai là như em ý có nói lúc mà tặng cho Linh á, thì The Vow nói chung là cái lời tuyên thệ khi mà cặp đôi làm đám cưới ấy, thì nó khiến cho cái hũ nến này trở nên đặc biệt hơn rất là nhiều so với cả những cái hũ nến khác mà mình đang sở hữu. Ngoài ra nữa thì cái mùi nến này này nó kiểu siêu thơm luôn đấy mọi người ạ. Em này thì là có mùi hoa hồng và sweet tobacco, là mùi gì, mùi thuốc lá ngọt ạ. Thông tin chung của em này thì đây là một cái loại nến thơm kiểu sang trọng, là sự pha trộn gợi cảm của hoa hồng này, mộc lan và gỗ đàn hương cũng như là thuốc lá và được là bừng sáng lên bởi hương chanh và bưởi. Thế nên là hương hoa hồng thì nó rất là nồng nàn và nó kết hợp với cả mùi hương gỗ tinh tế, biến không gian của mọi người trở nên kiểu như là nó xịn và nó thư giãn ấy. Nói chung là cái này nó sẽ tạo cho mọi người cái cảm giác y như là cái em Bergamot Waters mà Linh có review cho mọi người lúc nãy. Nó sẽ sweet, nó sẽ ngọt ngào nhưng mà nó sẽ mang lại cái cảm giác cổ điển, có cảm giác nó đứng đứng hơn, nó kiểu đứng đắn hơn ấy. Linh có thể ngửi thấy được cái mùi thuốc lá nhưng mà nó là cái mùi ở cái đầu mút ấy mọi người, cái mùi đấy và nó không nồng một chút nào cả, nó rất chi là lạ và hay ho, và cảm giác nó không kiểu toxic như là kiểu lúc mà mình ngửi một cái thuốc lá thật đâu. Thế nên là đây là một cái mùi cực kỳ lạ luôn. Cảm ơn Giang rất là nhiều vì đã tặng chị món quà cưới này. Linh thật sự rất là tận hưởng cái mùi hương The Vows này của hãng Lumira. Ok, và em đến cuối cùng mà Linh có thì là Abercrombie & Fitch, và mùi này thì là mùi Winter Pine. Cái này thì cũng là chị Hoài Anh tặng mình sau cái chuyến đi Mỹ vừa rồi của chị ấy. Nhưng mà khác với cả em Soy & Sen kia thì đây là một cái em nến thơm mà Linh cảm thấy là mọi người không đáng mua cho lắm. Chị mới mua bởi vì kiểu đi outlet mall các thứ lấy thấy rẻ thì mua về thôi. Mùi hương ấy thì mình không có gì thấy là chê cả cái mùi Winter Pine này, mặc dù nó không phải là cái hương mà Linh có thể là hay mua, nhưng đây là mùi hương kiểu sâu thơm và mùi hương của những cái lá thông hay là cây thông rất chi là phổ biến ở bên Mỹ, và đây là cái mùi hương nó rất chi là gợi cái không khí gọi là Christmas, không khí mùa đông, và nó rất chi là ấm áp mỗi khi mà mọi người đốt lên. Mặc dù vậy á thì nó không bị nồng quá như là những cái mùi hương dành cho mùa đông mà lúc nãy Linh có review cho mọi người của những nhãn hàng khác. Trong thiết kế thì xịn sò và đẹp hơn cái lọ Soy & Sen California kia, nhưng mà về cái gọi là cái độ bền khi mà mọi người đốt nến ấy, thì đây là cái loại nến mà nó cháy hao nhất trong tất cả các đồ nến mà Linh vừa mới giới thiệu với cả mọi người. Mặc dù Linh đốt nến rất là nhiều nhưng mà những cái kia nó có thể duy trì được lâu hơn và nó lâu bị sụt xuống hơn ấy. Em này Linh mới đốt có vài lần thôi ấy, mà nó đã hết luôn tới 2/3 lọ rồi. Thế nên là Linh không có thực sự recommend em này lắm chứ. Để chơi nến thơm thì Linh có nguyên cả một bộ dụng cụ để sử dụng và chăm sóc nến, như là bật lửa dài để đốt cho dễ không bị bỏng tay ấy, kéo cắt bóc nến và cả cây dập nến nữa. Ở lần đầu tiên đốt nến thì mọi người lưu ý là đốt liên tục trong vòng 1 đến 2 tiếng để sáp nến cháy hoàn toàn trên bề mặt, tránh trường hợp bị lõm và thụt tim nến, làm giảm tuổi thọ cũng như là mùi hương cho các lần đốt sau. Bóc nến thì mọi người nên cắt tròn khoảng tầm 0.4 cho tới 0.6 cm để lửa cháy vừa vặn và không làm hao nến. Ngoài ra thì mọi người cũng nên thắp nến trong vòng khoảng tầm 4 tiếng đổ xuống thôi, để không làm hao nến, mà bởi vì nếu như mà mọi người đốt càng lâu ấy thì hương nó cũng không tỏa thêm và nó cũng sẽ làm tốn sáp nến của mọi người nữa nhé. Và đó là gói gọn của tất cả những nhãn nến và tất cả các mùi hương nến thơm mà Linh đang sở hữu cho tới thời điểm hiện tại. Linh biết là video này thì có thể sẽ hơi dài một chút, nhưng mà Linh mong là những bạn đã gửi yêu cầu Linh làm cái video này thì mọi người sẽ cùng xem hết cho tới cuối cùng với cả Linh, và mong là mọi người sẽ thấy cái video này bổ ích. Mọi người có thể tham khảo và mua được những cái mùi hương, kể cả khi mà mọi người chưa ngửi, nhờ cái miêu tả mùi hương cũng như là cái cảm nhận riêng của mình. Và đừng quên là chia sẻ với cả Linh cái mùi hương nến thơm mà mọi người yêu thích, hay là những cái mùi hương nến thơm mà mọi người đã mua được sau khi mà xem video của Linh trên Instagram Story, hashtag Linh cũng như tag Linh vào để Linh có thể repost nhá. Và nếu như mọi người thích video ngày hôm nay thì đừng quên nhấn like để ủng hộ cho video của Linh. Bạn nào mà chưa subscribe cho channel của mình thì đừng quên nhấn nút subscribe ở phía cuối video để bọn mình có thể gặp lại nhau trong thời gian sớm nhất. Còn bây giờ thì Linh sẽ phải tạm dừng video ngày hôm nay tại đây. Hẹn gặp lại mọi người vào trong các video tiếp theo trên channel của Linh nhá. Bye bye.